Xin chào các anh chị nha, chúc các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Mình hôm nay là xin giới thiệu với lại các anh chị một cái cách để sử dụng cái chai rượu để cho nó đảm bảo như nào cho nó thật là ngon, thật là đảm bảo. Nhiều đôi khi tôi thấy là những chai rượu rất là giá trị như thế này, các anh chị nhớ là khi mình sử dụng chai rượu mình đừng có đổ ra một cái túi bóng xong cho đá bên dưới nhé. Đấy, nói thật sự cả thế giới bây giờ người ta đang cơ lên án không nên dùng những đồ nhựa có chất hóa học ở cái túi bóng đó. Nhiều đôi khi nhiều người không biết sử dụng thì cứ để đá bên dưới cái bát xong rải cái túi bóng lên. Đấy, thì là uống thì đổ lên trên. Cái chai rượu này các bác muốn ngon đấy, các bác cứ lấy một cái xô nhỏ nhỏ. Đấy, các bác cho nước vào trong cái xô đó và muốn uống theo cái độ mát của cái chai rượu thì các bác thả mấy viên đá vào và nhúng cả cái chai rượu này vào trong cái chai nước đá thì nó sẽ mát và nó sẽ lạnh. Chứ các bác đừng đổ ra rượu ra cái túi bóng, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cơ thể của các bác nhé. Cái chai rượu người ta sản xuất đến một cái công phu như thế này, đến một cái tiêu chuẩn như thế này, ở cái chai người ta phải sạch. À, cái rượu người ta cũng phải là thanh khử độc, người ta lọc hết tất cả các cặn bã chất độc ăn ý kim loại nặng ở trong cái rượu này rồi. Thế mà bây giờ mình đem cái chai rượu này mình sắn tắp nó ra nhưng mà mình đổ vào cái một cái túi bóng, mà nói thật sự một cái túi bóng nó không sạch đâu các bác ạ. Nhớ là như thế nhé, các anh chị uống sử dụng phải biết cách sử dụng. Đấy, cứ để như thế này, nhúng cả chai rượu vào trong chai nước đá và vặn nắp ra rót ra chén, chứ đừng có sử dụng theo cái kiểu phương pháp thủ công như thế nhá. Như thế là quá thủ công. Cả thế giới người ta đang cứ loại bỏ các túi bóng ni lông, mình để đem đi sử dụng bằng túi ni lông, như thế là nó rất là ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm rượu nhé. Rồi, xin chào, chúc các bác một ngày có sức khỏe tốt, làm ăn thịnh vượng. Xin chào ạ.